Xin chào tất cả các anh em, tiếp tục là cũng là khách hàng Long An. Khu vực Long An là một trong những cái khu vực mà tôi có thể nói với tất cả các anh em là dân chơi cu cực kỳ nhiều luôn. Dân chơi cu cực kỳ nhiều ở khu vực Long An. Để anh em thấy là đây của vị khách ở Tân An, Cần Đức, Long An. Đây khách chốt cọc cặp lồng tre mây mẫu số 02, size 38, size lớn này dành cho mồi về đuôi. Thì khách còn mua thêm cống áo nữa, nhưng mà ở đây cơ chỉ cầm có hai cái áo thôi, cống gì ở trong kho đó. Thì cặp lồng vip nha tất cả cái này đó, anh em có thể thấy đây, chất liệu này. Tất cả các thứ đều làm rất chi là tỉ mỉ với tất cả các anh em rồi. Bộ cầu rồng nè, cửa dơi nè, là bằng gỗ gõ đỏ nha tất cả cái này. Màu thì đất cũng rất chi là đều màu cho tất cả các anh em rồi. Lồng thì sẽ tặng kèm theo cái khay hướng phân bằng nhựa ở dưới, còn nếu mà cống áo thì anh em sẽ phải trả tiền thêm. Riêng vị khách này thì vị khách này mua cùng lúc hai cái, cho nên là vị khách này sẽ đặt cọc trước, đã đặt cọc trước 200.000 rồi đó. Thì ở trong bất kỳ một cái video nào shop cũng có truyền tải cho anh em cái nội dung, nếu anh em mua cái sản phẩm này mà anh em chuyển khoản trước thì anh em sẽ được bao ship, còn nếu anh em thu COD thì anh em không bao ship. Còn nếu mà anh em nào mua cùng lúc hai cái như thế này thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tiền ship cho tất cả các anh em đó. Rồi là anh em mua hai cái thì anh em phải đặt cọc trước thì chúng tôi mới nhận đơn. Thì anh em cứ thử nghĩ một cái lồng như thế này phải đóng vô hai cái thùng, rồi hai cái thùng ghép lại với nhau để tạo thành một cái khối hàng nó to còn hơn cái bàn này nữa. Thì anh em suy nghĩ là chúng tôi đóng gói cũng rất chi là khó khăn, và vận chuyển từ đây đến bưu điện nó cũng rất chi là khó khăn đó, cũng như là tiền cước cho hai cái cũng rất chi là nhiều. Nếu anh em nào có nhu cầu muốn mua hai cái mà anh em không muốn đặt cọc thì những cái video trước chúng tôi đều đăng tải cho anh em nghe cái nội dung là anh em không cần phải điện đến, bởi vì cái đó là nguyên tắc bán hàng. Nếu mà anh em không đặt cọc thì chắc chúng tôi không nhận đơn cho tất cả các anh em đâu, cho nên là anh em có điện đến thì nó cũng tốn thời gian của tất cả các anh em. Cho nên là anh em nào xem video thì anh em nghe được cái thông tin này anh em cũng hết sức thông cảm, cho nên là anh em nếu muốn đặt hai cái cùng lúc để nhận được cái ưu đãi về tiền phí vận chuyển thì anh em cũng nên suy nghĩ đến chuyện là nên đặt cọc, còn anh em không muốn đặt cọc thì anh em cũng đừng nên điện đến, như thế nó tốn thời gian của anh em. Có rất chi là nhiều anh em cũng xem những video như thế nhưng mà khi điện đến rồi một chút nữa nói qua nói lại rồi nói tục chữ thầy thì chúng tôi cũng không thích những vấn đề đó, nó tốn thời gian của anh em thôi chứ nó không giải quyết được vấn đề nào. Rồi chúc anh em xem video được nhiều sức khỏe ha.